giả và bà con nông dân. Để canh tác hiệu quả trà lúa trên vùng đất nuôi tôm, ngoài việc cải tạo đất, chọn giống lúa phù hợp, thì bà con mình còn rất quan tâm đến việc quản lý sâu bệnh hại trên lúa. Bởi không như canh tác lúa trên vùng đất chuyên canh, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở đây phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc nuôi tôm, cua cá dưới vùng. Vì vậy, những gốc thuốc phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa hạn chế hơn nhiều so với chuyên canh lúa nước. Trong chuyên mục khuyến nông kỳ này, sẽ hướng dẫn bà con cách quản lý sâu bệnh hại trên lúa trồng trên vùng đất nuôi tôm. Năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất giống trên 46.000 ha lúa trên đất nuôi tôm, tập trung ở huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và thị xã Giá Rai. Thời điểm này, cây lúa đã được hơn 1 tháng tuổi và cũng là thời điểm sâu bệnh hại trên lúa bắt đầu xuất hiện nhiều, có khả năng gây ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ nếu không được quản lý phòng trừ hiệu quả. Dùng lúa, sản xuất lúa trên đất tôm thì tập trung nhiều nhất là huyện Hồng Dân, rồi huyện Phước Long và thị xã Giá Rai. Thì lúa hiện nay đó, trong cái điều kiện thời tiết hiện nay đó thì cũng khá thuận lợi cho cái dùng lúa trên đất tôm, tức là cái lượng mưa ở đầu vụ cũng tương đối là cao, thành ra cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân là rửa mặn, rửa phèn. Thì như hồi nãy anh Liêm cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái sản xuất lúa tôm, thì anh nói là cái vai trò, cái yếu tố quan trọng nhất là rửa đất ngay đầu vụ, tức là làm sao mình rửa cho nó cái phèn và cái độ mặn ở trong ruộng là nó thuần, thì cái việc mà mình trồng lúa trong cái mùa vụ thì nó cũng còn nghiêng về cái bệnh hại trong những năm qua đó trên cái vùng đất lúa tôm đó, thì nó không nhiều đối tượng như là cái vùng đất chuyên lúa, nhưng mà trong đó đó thì rất là nhiều năm bà con mình đối mặt với một cái đối tượng mà bà con nông dân hiện nay cũng đang còn lo lắng, đó là sâu đục thân. Sâu đục thân thì nó gây hại lúa từ cái giai đoạn đẻ nhánh, thì nó gây ra cái triệu chứng sau cùng là làm cho lúa bị chết đọt, chết tròn, chết lỗ, và gây hại dài đến giai đoạn lúa chỗ thì ra cái hiện tượng là bông bạc, tức là lúa nó bị ăn đứt ngang cái củ hủ, đứt ngang cái đỉnh sinh trưởng, nắm cái bông mình dở lên, tức là cái bông nó hoàn toàn nó bạc trắng không làm sửa được. Một cái đối tượng nữa thì nó xuất hiện cũng cục bộ thôi, tùy theo cái điều kiện thời tiết của từng năm mà nó có thể xuất hiện gây hại ở mật số cao hoặc là cũng có khi mật số thấp, và cũng có những cái năm là cái đối tượng này mình cũng không cần phải phòng trừ. Đó là gầy nâu. Một cái đối tượng nữa là cái thời gian gần đây nó mới xuất hiện. Bà con nông dân thì một số nơi cũng rất là quan tâm và lo lắng, và nó có thể làm giảm năng suất cũng rất là đáng kể. Đó là cái con gầy phấn trắng. Nhưng cái cháy gầy mà do gầy phấn trắng đó, thì cái cách nó gây ra hiện tượng cháy gầy nó khác hơn gầy nâu. Gầy nâu thì cháy tròm lõm, cục bộ theo từng lỗ, tập trung theo từng ổ. Nhưng cái con gầy phấn trắng nếu cháy gầy nó cháy cả cái miếng ruột. Nó làm cho cái lá lúa bị vàng, cháy cả đồng loạt cả miếng ruột, thậm chí là giảm năng suất đến 30 hoặc là 50%, thì bà con mình cần lưu ý. Thì sau cuốn lá đó thì thực ra cái mật số nó không cao, tại mình làm ở cái điều kiện thời tiết là tháng 9, tháng 10 này thì cái mật số sau cuốn lá nó giảm, mà nó phát triển cũng theo mùa, tập trung chủ yếu là đầu mùa mưa, cho nên là cái vùng chuyên lúa mà sản xuất lúa hè thu đó mình thấy là sau cuốn lá rất là nặng, nhưng mà ở những cái tháng cuối năm thì cái mật số nó càng ngày càng giảm lại. Trong mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm, ngay từ đầu vụ, bà con nông dân đã có kinh nghiệm trong việc làm đất, sổ phèn, rửa mặn, bón lót để khi gieo trồng cây lúa phát triển tốt và có bộ rễ khỏe mạnh. Khi cây phát triển tốt, khả năng chống chịu các loại sâu bệnh hại cao, việc canh tác sẽ ít tốn chi phí phòng ngừa sâu bệnh hại. Song, những năm qua, thời tiết luôn biến đổi khó lường, việc quản lý sâu bệnh hại như thế nào để mang lại hiệu quả thì bà con vẫn còn nhiều lo lắng. Lúa mình cũng được một tháng rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ đó, nếu mà làm cái loại lúa của mình hiện tại bây giờ đó thì mình chỉ lo lắng nhất là có sâu cuốn lá, mà sâu cuốn lá thì mình dễ phát hiện dữ lắm. Còn về sau đó thì còn sợ cái một, cái thứ nhất là sâu bẻ, thứ hai là sâu đục thân. Nhưng mà cái nào mình cũng phải ngừa từ từ trước, có nghĩa là mình làm lần lần trước á. Còn cuối vụ thì phản nói chung là cũng còn cái trái bìa lá, trái bìa lá hay trái lá luôn, thì cái đó nó do nơi khuẩn đó, thì mình thường năm làm đó thì mình xịt trước là nó ổn định nhất. Lúa hiện tại bây giờ đó thì mình cũng chọn những cái thuốc mà nó tránh cái lưu dẫn về sau, có nghĩa là như ba su đin rồi này kia cái nọ đó thì mình không có xài. Nhưng bây giờ nói chung là ở đây vì cũng nông dân hiện tại bây giờ cũng có cái kinh nghiệm kết hợp với đại lý phân cái thuốc sinh học để không ảnh hưởng cho tôm mình về sau.
nghĩa là sau này mình làm tôm nó không có bị ảnh hưởng, không bị chết tôm hàng loạt rồi này kia đó, thì nói chung là mình cũng cũng cảnh giác cái đó dữ lắm. Nói chung là những vụ mùa ngày vừa qua như vụ mùa rồi đó thì mình làm á, thì nói chung là bởi vì do nó cái thời tiết cũng khắc nghiệt quá cho nên tôm á, thì cũng không có được như ý muốn mình. Cũng như là từ mà xạ tới giờ có 30 ngày đó thì bón phân hai lần thì mới xịt thuốc một lần. Nhưng đất tôm lúa này thì phân bón thì rất ít, nó ít. Rồi qua cái vụ mà lúa sâu gầy á thì mình lại mấy vật tư đó thì đại lý phân bón đó mình mua. Ảnh hưởng thì mình ra mấy cái đại lý thì người ta có học qua, người ta có kinh nghiệm nhiều năm nay thì người ta do mình lại mình mua đó, người ta có đem thuốc cho mình xịt. Trong quá trình sinh trưởng, phát triển cây lúa, ngoài chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết thì các loại sâu bệnh hại có thể xảy ra như bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, sâu ống, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy phấn trắng. Nếu không thăm đồng thường xuyên và không kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh hại trên lúa thì việc quản lý sâu bệnh hại không đạt hiệu quả cao, chắc chắn năng suất cuối vụ sẽ giảm. Đối với bệnh hại trên lúa như bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, khi bà con thăm đồng thường xuyên sẽ dễ nhận biết, phát hiện những dấu hiệu bệnh trên lúa và có thể phun thuốc bảo vệ lúa từ sớm. Như chúng ta đã biết đó, thì trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu như thời điểm hiện nay thì cái việc canh tác lúa nó không tránh khỏi gặp phải những cái bệnh hại cũng giống như là sâu hại, đặc biệt là trong cái vụ lúa thu đông của bà con dùng lúa tôm ở đây. Thì bà con lưu ý là một số cái loại bệnh hại mà chúng ta thường gặp. Đối với một số cái loại bệnh hại mà do nấm gây ra đó, cái tiêu biểu là cái đạo ôn. Còn mà một số loại mà do vi khuẩn thì chúng ta bà con có thể là dễ dàng phát hiện ra là cái bệnh mà cháy bìa lá. Thêm bên cạnh đó là trong cái giai đoạn mà khi mà lúa nó đã vào hạt đó, thì cái bệnh lem láp hạt, thì đó là những cái bệnh phổ biến do nấm vi khuẩn gây ra. Thì đối với cái bệnh mà đậu ôn đó thì khi mà cái bệnh này thì đã rất là phổ biến đối với nông dân trồng lúa của chúng ta ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi, thì cái bệnh đậu ôn nó cũng rất là dễ phát hiện khi mà chúng ta đi thăm đồng đó, thì chúng ta chú ý đến cái lá lúa. Cái biểu hiện đầu tiên đó là cái vết chấm kim ở trên cái lá lúa đó, đây là cái giai đoạn đầu tiên mà cái nấm nó xâm nhập và nó tấn công vào. Tiếp theo, nếu mà trong cái điều kiện thuận lợi thì cái vết chấm kim này nó sẽ phát triển lên, cái vết bệnh nó sẽ là cái hình bầu dục và nó thon ở hai đầu, bà con nông dân mình hay gọi là mắt én á. Đối với cái bệnh đậu ôn này thì bà con lưu ý là phải thăm đồng thường xuyên, rồi nếu mà phát hiện bệnh là phải phun thuốc để phòng ngừa. Còn cái bệnh mà do vi khuẩn gây ra đó là cái bệnh mà cháy bìa lá, chúng ta cũng dễ dàng là nhận thấy được là khi mà mình cái phát triển của cái vết bệnh đó là nó sẽ ăn ngoài từ cái ghìa mép lá, nó sẽ ăn vào cái gân lá chính đó. Cho nên là cái bệnh này thì mình cũng cần phải là thường xuyên đi thăm đồng. Cái giải pháp đó là phòng ngừa nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta chữa bệnh. Dù là nhà nông nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, nhưng do thời tiết thay đổi, sâu bệnh hại trên lúa từng vụ mùa cũng có những biến đổi khác nhau nên rất khó quản lý. Đặc biệt là bà con vừa canh tác cây lúa vừa nuôi tôm, cua, cá. Nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật liều cao, con tôm, con cá dưới vuông sẽ bị ảnh hưởng và còn ảnh hưởng đến vụ nuôi tiếp theo. Nhưng nếu không phun xịt thì trà lúa bị ảnh hưởng, năng suất giảm. Vì vậy, việc quản lý từng loại sâu bệnh hại như thế nào đạt hiệu quả cao nhất mà không gây ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản? Trồng lúa trên đất nuôi tôm thì mình có rất nhiều lo lắng, lo nhánh huyết là đất mình cải tạo nó không được sạch, không được rửa mặn nhiều thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của lúa. Và trong giai đoạn trồng thì mình lo lắng thêm cái nữa là cái về cái sâu bệnh. Sâu bệnh đó thì mình xử lý đúng lúc đúng nơi và thời điểm nào mình xử lý để cho nó giảm được cái chi phí. Sâu cuốn lá thì hoặc là sâu đục thân, sâu đục bẹ. Bên cạnh đó là kết hợp với những dịch gầy. Gầy cái lo lắng nhất là cái gầy mà khi mà bà con cắt nước ra để đợi thời gian lúa chín đó thì gầy nó tấn công, rồi tấn công thời điểm đó thì nó sẽ đánh mất cái năng suất. Thì nói chung á là về cái khả năng nhìn nhận của mình nó cũng không được rộng, thì có những cái gốc thuốc mà mình cũng không am hiểu hết được, thì nếu mà có điều kiện thì cũng nhờ cấp trên hỗ trợ thêm
về cái kỹ thuật, rồi chọn thuốc và thời điểm nào mình cần xịt và thời điểm nào không cần xịt để cho nó hạn chế tối đa là khi sử dụng là thuốc trừ sâu, thuốc bệnh trong cái ruộng nuôi tôm. Đối với sâu hại trên lúa, hai đối tượng sâu hại thường xuyên được phát hiện trên vùng đất tôm lúa là sâu đục thân và sâu cuốn lá. Hai loại sâu này nếu không được quản lý hiệu quả thì gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cuối vụ. Đặc biệt là đối với sâu đục thân, khi con sâu trưởng thành sẽ ăn sâu vào thân cây, lúa rất khó phun xịt hiệu quả. Vì vậy, cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm và phun xịt diệt sâu ngay từ khi sâu mới nở, chưa gây hại nhiều cho cây lúa. Sâu đục thân nó là một cái loại côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn, nó có 4 giai đoạn trưởng thành, đẻ trứng, nở ra ấu trùng, giai đoạn sâu non ấu trùng đó có 5 tuổi, hết giai đoạn ấu trùng nó trở qua giai đoạn nhộng, sau đó nó trưởng thành thì giáp một cái chu kỳ nhưng nó chỉ gây hại ở giai đoạn ấu trùng. Ấu trùng có 5 tuổi từ tuổi 1 đến con tuổi 5. Thì khi mà cái con sâu đục thân nó được đẻ ra ở bên ngoài cây lúa nhưng nó sống và nó gây hại là ở bên trong cây lúa. Rồi khi nó nở ra xong nó sẽ phân tán và nó theo cái nách non, cái đọt non của cây lúa nó chui vào bên trong. Chui vào bên trong thân cây hết cái bẹ lá muốn vào bên trong được nó phải cắn thân cây lúa để nó chui vào bên trong. Thì khi nở ra là tuổi 1 nó chui vào bên trong cái đọt lúa là tuổi 2. Thì cái càng ngày nó càng lớn thì nó có xu hướng nó càng đi vô sâu bên trong thân lúa và nó chui xuống dưới gốc lúa. Thì khi mà nó chui xuống muốn vào bên trong cái lóng lúa được thì nó phải đi cắn đứt ngang cái đỉnh sinh trưởng, tức là cái mắt trên cùng của thân cây lúa để nó chui vào bên trong lóng lúa. Thì khi nó cắn đứt cái mắt sinh trưởng của cây lúa ngay cái đỉnh sinh trưởng, cái chỗ phát triển đọt non đó, thì cây lúa sẽ xảy ra hiện tượng là héo đọt và sau đó nó chết đọt, gọi là bị chết đọt. Cho nên đối với sâu đục thân, khuyến cáo bà con mình phun xịt, phải phun xịt ở thời điểm sâu non mới nở, còn tuổi 1, tuổi 2. Loại thuốc phun xịt thì bà con mình xài cái loại thuốc mà vừa có hiệu quả để trị sâu đục thân mà vừa không ảnh hưởng tôm, đó là thuốc bà con rất quen thuộc, loại gốc của Ba Đăng, Nettosin. Đó, gốc thuốc Nettosin, gốc Ba Đăng mình, bà con nông dân mình ai cũng đã từng xài. Thì phun xịt nếu đúng thời điểm thì hiệu quả trị sâu đục thân rất là cao. Ngoài sâu đục thân, sâu cuốn lá thì rầy nâu, rầy phấn trắng cũng là đối tượng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của trà lúa. Thường rầy nâu gây hại lúa ở giai đoạn cây lúa trổ bông, rầy thường trú ở gốc cây lúa và chích hút nhựa cây. Nếu không được quản lý tốt sẽ gây ra hiện tượng cháy rầy, gây lem đếp hạt. Ngoài rầy nâu thì những năm gần đây, đối tượng rầy phấn trắng cũng gây ảnh hưởng lớn đến năng suất từng vụ mùa. Loại rầy này cũng chích hút nhựa, lá cây, làm cho cây lúa kém phát triển, úa vàng. Ở cái giai đoạn mà bị cháy gầy của bà con nông dân thường giai đoạn lúa là cong trái me đỏ đuôi. Tại vì lúc này cái thứ nhất là lúa nó cao vàng, phun lội phun xịt nó khó. Cái thứ hai đó là cây lúa nó già thì cái quá trình trao đổi chất của cây lúa nó giảm lại. Tức là cái quá trình trao đổi chất nó giảm lại, khả năng vận chuyển thuốc từ ở trên lá xuống dưới phần thân lúa nó bị hạn chế hơn. Thì mình xịt thuốc là do mình không đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng. Chưa đảm bảo nguyên tắc 4 đúng, mình xịt thuốc chỉ dính ở trên lá. Đặc biệt hiện nay là con nông dân sử dụng máy bay để phun xịt thuốc rất là nhiều. Thì cái lượng nước nó rất là ít, lượng nước nó không đủ. Dính phớt ở trên lá thì phải nhờ thuốc này mà mình xịt, lựa chọn cái thuốc là xịt được gầy nhưng phải đảm bảo là không ảnh hưởng đến con tôm. Thì cũng phải tuân thủ này thôi, tại đất mình đất nuôi tôm. Còn số nơi vẫn còn tôm càng hoặc là tôm thẻ dưới ao. Và cái mùa vụ tiếp theo thì mình cải tạo nuôi liền, thành ra là mình sử dụng thuốc đó thì nên chọn những cái gốc thuốc đó là chấp nhận được cái hiệu quả trừ gầy nâu, chứ không phải là mạnh lắm nhưng nó không ảnh hưởng đến tôm. Như là cái thuốc là cái gốc mà bimetrogin là xịt chết chậm đó, 2-3 ngày sau, 3-4 ngày sau gầy nâu nó mới chết. Cái gốc nữa đó là bà con mình sử dụng cái gốc chống lột xác, bugolphagin. Thì con gầy phấn trắng đó, thì cái đặc điểm của nó gây hại đó là có thể xuất hiện gây hại ở bắt đầu từ giai đoạn lúa đẻ nhánh. Đương nhiên thì ngay từ ban đầu thì cái mật số nó thấp, sau đó nó nhân mật số nó lên dần và cái khả năng nhân mật số rất nhanh do cái vòng đời của cái con gầy phấn trắng nó ngắn, nó tầm khoảng 16 đến 18 ngày nó hết một cái vòng đời để trừ con gầy phấn trắng, đó là bimetrogin xịt dẫn chết gầy phấn trắng. Cái gốc đó là thiamethoxam xịt dẫn chết gầy phấn trắng. Thì bà con mình ở giai đoạn sau đó, giai đoạn lúa có đồng trở về sau đó, nếu phát hiện gầy phấn trắng, bà con mình có thể sử dụng một trong hai loại thuốc đó, dịch xịt vừa hạn chế bớt cái mật số gầy phấn trắng, vừa phòng ngừa luôn đến đối tượng gầy nâu. Để quản lý tốt sâu bệnh hại trên lúa hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, thì bà con nên lựa chọn những gốc thuốc trừ sâu bệnh hại trên lúa theo hướng dẫn của ngành chức năng. Ngoài ra, cần lưu ý khi phun xịt thuốc phải đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng là đúng thuốc, đúng lúc,
đúng liều lượng, nồng độ và đúng cách để nâng cao hiệu quả quản lý sâu bệnh hại trên lúa để có vụ mùa thành công. Bà con nông dân và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại. Mến chào tạm biệt.